Xin chào mọi người, mình là Duy đến từ Sơn Ca Acoustic. Hôm nay em lại làm một clip về guitar thùng bãi Nhật để giới thiệu đến mọi người. Em rất cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ em trong tất cả các clip về guitar điện, guitar thùng và guitar bass. Em cảm ơn rất nhiều nha. Và đầu tiên là một cây đàn Morris nha mọi người. Đây là một cây đàn cổ nha, em sẽ cho mọi người coi. Rồi, cây Morris, đây là một cây đàn cổ, còn rất là đẹp. Rồi, cây Morris này là cây Morris đúp 20 nha, tem vuông, nó là năm 1973, made in Japan, nó có ghi rõ ở trong thùng đàn hết nha mọi người. Rồi, tem vuông là một dòng rất hiếm, một dòng tem vuông thì mình thấy đáp nó từ khoảng năm 1972 cho tới 75 ha. Đây là cây năm 1973, đúp 20, made in Japan. Con này mặt top, đầu tiên là mình nói về cần ha, cần con này thẳng, dây sát và cần đẹp ha. Có loại thép, có tì vết chút xíu nha mọi người, có tì vết chút xíu ở đây thôi ha. Rồi, cần đẹp lắm, thẳng, có tì vết nhưng mà chưa có gãy, chưa có nứt, chưa có làm lại gì hết. Rồi, mặt top cây đàn thì so với một cây đàn năm 1973 thì cây này còn gọi là khá đẹp. Rồi, có một số vết thời gian nha mọi người. Đây, có một số vết thời gian nó như thế này ha. Nó cấn ở trên mặt top. Và ở phía đây là nó sẽ có những cái chỗ như thế này. Đó, nó hơi tàn nhang chút xíu. Rồi, những cây này thì âm rất là tốt. Cây này âm tốt lắm. Tại vì gỗ nó đã khô lại rồi. Và trải qua bao nhiêu năm tháng thì cây đàn nó còn được như vậy là chất lượng lắm. Rồi, ngựa đàn là ngựa đàn zin ha. Ngựa đàn zin chưa dán lại nha. Cây này là ngựa zin hoàn toàn 100% chưa dán lại. Gót cần là gót cần còn đẹp nè ha. Rồi, ở đây á là thùng đàn là còn nguyên vẹn hết, thùng đàn là còn nguyên vẹn, chưa có dán lại chỗ nào hết nha, đẹp. Con này cái nhựa chỗ này nè nó bị nứt một chút xíu nhưng mà em nghĩ không sao đâu ha. Chỗ này nó không ảnh hưởng nha. Gót cần chủ yếu là gót cần chỗ này nè, đường keo chỗ này nó còn liền lạc hết, tất cả mọi thứ là ok. Rồi, một cây đàn đẹp, chất âm tốt, logo nè, logo còn nguyên nè, bộ khóa là bộ khóa zin của Morris luôn ha. Cây này đẹp, chất âm cây này tuyệt lắm nha, và đặc biệt là cây này action rất sát. Đây, mình sẽ cho mọi người coi dây sát, action sát ha. Rồi, cây này em bán với giá là 3,2 triệu. Morris đúp 20, sản xuất năm 1973, made in Japan, zin 100%, có vết 5 tháng theo thời gian ha. Nhưng mà cây này là thuộc về dạng gọi là ok để mọi người chơi, luyện tập, chơi lâu dài được luôn. Rồi, cây đàn số 2. Đây, một cây này cũng rất hiếm nha. Cây đàn số 2, một cây classic của Morris. Cây này là tem tròn nha. Cây này nó có mã hàng là MC100, made in Korea nha. Thì từ khoảng năm 1900, khoảng giữa thập niên 80 đổ đi thì bắt đầu Morris họ có những cái dòng họ chuyển qua nhà máy sản xuất tại Korea nhằm để giảm giá thành nhưng vẫn được giám sát bởi những kỹ sư và chất lượng của Morris nha. Thành ra mọi người cứ yên tâm, những cây này thì xét về chất lượng nó rất là chất lượng. Thành ra mọi người chọn được nó thì giá, thứ nhất là giá nó mềm. Thứ hai nữa là cây đàn còn rất mới, tại vì cây này thì những tuổi thọ nó nằm ở sau này, từ khoảng năm 1980 mấy đổ đi. Thành ra nó mới hơn so với những cây đàn Nhật. Rồi, cây này đầu cần đẹp nè. Khóa là khóa zin ha, khóa zin của Morris. Rồi, cần thẳng, dây sát ha, cần rất là thẳng và dây rất là sát nè. Đó, mọi người có thể coi đây, cần rất thẳng, dây sát. Rồi, mặt top, cây này là mặt top đẹp, ngựa là ngựa zin chưa dán lại nha, ngựa là ngựa zin đây nè. Đó, mọi người nhìn thấy nó khít kheo ha, nhìn thấy nó khít khao rất là đẹp. Rồi,
Cây này mặt top, em sẽ cho mọi người coi mặt top cây này. Mặt top đẹp lắm. Rồi, vẫn có một cái chỗ cấn ở đây nha. Có thể mọi người sẽ thấy. Đó, có chỗ cấn ở đây ha. Đây, ngay chỗ ngón tay em chỉ đây. Rồi, như vậy là đẹp lắm rồi. Hồng. Lưng. Ồ, lưng đẹp quá. Đít đàn. Gót cầm. Thùng đèn nè, khít khao chưa có dán lại nha. Thùng cây này là zin, ngựa zin, cần thẳng, dây thấp ha, cần rất thẳng, dây rất thấp nha mọi người. Rồi, cây đèn còn ok lắm. Rồi MC100 Made in Korea, cây này bán với giá là 3 triệu nha mọi người. Đến cây số 3, ồ cây này đã quá. Cây này là cây F20 ha. Ở trong tem đàn nó có ghi nè mọi người, F20. Cây này được sản xuất năm 1972, tem vuông Made in Japan ha. Cây này đẹp lắm. Wow, đúng đẹp luôn. Cây này là một cây dán OEM. Đây, dán OEM. Thì từ lúc em nói nhiều về dán OEM thì mọi người đã bắt đầu yêu thích dán OEM hơn. Và mọi người đã có một cái nhìn thoáng và tốt hơn về dán OEM. Thường thì ngày xưa á, khi mà mua online, mọi người thường cố gắng mua một cây đàn với cái dán to nhất để cho chất âm tốt nhất. Nhưng dán OEM này nó được một cái, thứ nhất là các dải tần của cái cây này, ví dụ bass, mid, treble nó ngang nhau hết, nó không quá không quá ồ ha. Dây nó rõ từng nót, và đặc biệt là thùng nhỏ hơn, nó phù hợp với dáng người Việt Nam hơn nè ha. Cần nó ngắn hơn một chút xíu so với thằng kia, nó gắn ngắn hơn gần một ngăn nha. Vẫn đủ bao nhiêu phím nhưng nó ngắn hơn một ngăn, làm cho cái độ căng của dây thấp hơn, bấm nhẹ tay hơn. Và những cây này dây sát lắm. Đó, em sẽ cho mọi người coi dây những cây này nó sát ha. Đó, nó sát lắm. Thành ra mọi người bấm rất là dễ chịu với những cây này. Và rõ nét, âm thanh rõ nét từng chút nha. Rồi, cây này em sẽ cho mọi người coi từ đầu cần nha. Bộ khá là zin nè. Cần đàn là chưa có tì vết, có lỗi thép, chưa có cấn chỗ nào luôn nha mọi người ha. Cần đàn đẹp lắm. Và chưa gãy, chưa làm lại gì hết trơn nha. Rồi, cây này em sẽ cho mọi người coi mặt top nè. Rồi, mặt top cây này là nguyên vẹn nha. À, nó có một số vết nhỏ nhỏ ở đây thôi. Không biết mọi người thấy không. Nhỏ lắm. Nhìn trên video là không thấy luôn á. Nhỏ lắm mọi người, mờ lắm mọi người, không thấy đâu. Đó. Đó, có chút xíu vậy thôi. Rồi, cây này ngựa đàn. Ngựa đàn cái này là ngựa zin nha. Ngựa đàn là ngựa zin ha. Ngựa đàn là ngựa zin nè. Mặt tóp đẹp zin ha. Đẹp lắm, mặt tóp đẹp lắm. Và em cho mọi người coi cái hông đàn nè. Bộ gỗ. Bộ gỗ đẹp lắm mọi người ơi. Lưng nó là Indian Rosewood ha. Rồi, cây này gót cần nè. Đây, gót cần còn rất là khít khao liền lạc ha. Thùng đàn là 100% zin, chưa có dán lại chỗ nào hết. Đó. Thùng đàn là 100% zin ha. Rồi, cây này khóa zin, cần zin, ngựa zin và thùng zin ha. Con này rất đẹp nha. Con này em bán với giá là 4 triệu. Chất âm những con này hay lắm. Em mời mọi người nghe thử chất âm những con này nha. Rồi. Right.
tiếp theo là một cây đúp 20 nha. Cây này là cây đúp 20. Đây. Ở trong tem đàn nó là dòng Morris Tem Elip đúp 20 Made in Japan. Nó có ghi rõ ở trong tem đàn hết trơn nha mọi người. Nó có ghi rõ hết trơn ha. Rồi. Dòng này thì nó có dòng đời tầm khoảng từ năm 76 đổ đi cho tới khoảng giữa thập niên 80 thì nó không còn sản xuất nữa. Rồi. Đầu cần đẹp nè. Bộ khóa là bộ khóa zin, ở phía sau có chữ Morris nha. Cần là đẹp chưa có tì vết nè mọi người. Đây. Ha, cần đẹp chưa có tì vết. Rồi cần hẳn chưa làm lại action thấp ha, action cái này thấp nè. Cần hẳn chưa làm lại action thấp và chưa có tì vết, chưa có làm gì là hết. Rồi. Mặt top cây này là đẹp. Rồi, khuyết điểm của cây này là nó có một vết ngay đây. Ha, một vết ngay đây nè, mọi người có thể thấy nè. Đó, nó có một vết ngay đây. Rồi. Thêm một vết nữa là ngay đây. Đó. Và mấy cái đường trầy nhỏ nhỏ ở đây nữa. Ha. Nói chung là em chỉ rõ cho mọi người vậy thôi, chứ nhìn ở ngoài thì nó dễ nhìn lắm, nó không có bị lộ ra đâu. Rồi, em sẽ cho mọi người coi hông nè. Lưng nè. Gót cần nè. Ha, đít đàn nè. Rồi. Cây này gót cần là còn nguyên vẹn nè mọi người. Đẹp lắm. Thùng đàn là khít khao, chưa có dán lại chỗ nào hết nha. Cần là cần zin thẳng, chưa có tì vết, chưa làm lại, có lỗi thép. Bộ khóa là bộ khóa zin theo Morris. Và cây này ngựa đàn là ngựa zin luôn. Đây. Ha, ngựa đàn là ngựa zin luôn. Rồi. Cây này em bán với giá là 3,2 triệu nha mọi người. Rồi. Đúp 20 ha. Đúp 20 zin hết tất cả, có một chút xíu khuyết điểm ở trên mặt top em đã nói rõ rồi, và cây này có giá là 3,2 triệu. Tiếp theo là Thompson nha. Đây, một cây Thompson. Cây này dòng khá là cao, có cận inlay. Rồi, cây Thompson này nó có mã hàng là đúp 35 ha. Cây Thompson này là Made in Japan nha mọi người. Nó là của Suzuki Fire Violin Company. Ở trên tem của nó có ghi rõ nó là Japan luôn nha. Rồi, con này đẹp lắm. Để em cho mọi người coi. Đầu tiên là đầu cần nè. Bộ khóa nè. Cần zin nè. Ha, thẳng chưa có tì vết gì hết nha mọi người, chưa có tì vết. Rồi, cái cần này đẹp lắm, gót cần. Em sẽ cho mọi người coi gót cần. Thùng còn liền lạc nha. Thùng còn liền lạc và zin chưa có dán lại chỗ nào hết. Và đặc biệt con này là lưng 3 miếng nha. Con này là lưng 3 miếng. Rồi. Thompson là của Suzuki nha mọi người. Rồi. Tới mặt top ha. Tới mặt top. Mặt top nó ở đây nó có vết thời gian nè. Nó bị rổ một xíu nè. Đó. Rồi. Còn ở đâu nữa không? Rồi. Mặt top nó chỉ vậy thôi đó. Đẹp chứ? Ngựa là ngựa zin nha. Đây em sẽ cho mọi người coi. Ngựa zin nè. Rồi, ngựa zin, thùng zin, gót cần zin, bộ khóa zin, cần zin, ha, đẹp, đẹp lắm. Rồi, cây này có giá là 4,7 triệu nha mọi người. Cây này là cây số 5, có giá là 4,7 triệu. Em sẽ cho mọi người coi lại thêm một lần nữa.
Số 6 là một cây classic của Yamaha dòng G. Rồi, cây này có mã hàng là G220A. Ở trên tem đàn nó có ghi là Nippon Gakki Company Limited Made in Japan nha. Nó có ghi rõ thông tin vậy hết luôn. Thành ra mọi người cứ an tâm nha, cây này là của Nhật nha mọi người. Rồi, ở cái dòng mà 220A này chúng ta sẽ có được mặt top là gỗ solid, có nghĩa là gỗ thịt. Rồi, thật ra lưng hông của đàn Nhật thì sẽ không có gỗ thịt, thành ra mọi người cứ chỉ có mặt top đó là gỗ thịt thôi. Lưng hông nó sẽ là gỗ laminate. Laminate nó sẽ giúp cho cái độ chịu lực và độ bền bỉ so với thời gian hơn so với gỗ thịt nha. Gỗ thịt thì nó cho chất âm nó hay hơn. Rồi, bộ khóa là bộ khóa vàng. Đây, bộ khóa là bộ khóa vàng. Đầu cần có đóng logo Yamaha và đầu cần này nó có chữ V nha mọi người. Đây, nó có chữ V đây ha. Rồi, cần là thẳng nè, không có làm lại, không có tì vết. À, nó có trầy, nó có trầy nha, nó có trầy. Nhưng mà không có cấn nha, không có đường nứt, không có đường gãy gì trên đây hết. Rồi, gót cần là gót cần zin, đẹp ha. Thùng là liền lạc nè, mọi người nhìn thấy nè. Nếu mà nó có xúc sổ gì thùng á, những chỗ này dán lại nó sẽ không bao giờ được nguyên vẹn và không bao giờ được khít khao như vậy đâu. Chỉ có cây đàn lúc làm ra và người ta dán thì nó mới được khít khao vậy thôi. Đây, em sẽ cho mọi người coi bộ gỗ bên lưng nha. Rồi, tới phần mặt top. Rồi, mặt top cây này là khá chứ không đẹp. Nó sẽ có những cái vết như thế này. Đó, vết ở đây, vết ở đây. Đó, em sẽ cho mọi người coi kỹ nè. Ha, nó khá khá vậy thôi á mọi người. Chứ nó gọi là đẹp thì nó không đẹp nha. Rồi, cây này có giá là 4 triệu. Em mời mọi người nghe thử chất âm của em này. Và những dòng này thì chất âm rất là tốt và nó là series khá cao của Yamaha. Nên mọi người có thể an tâm. Tiếp theo là một cây Yamaha. Thì cây này có mã hàng là FG250D Made in Japan. Ghi rõ trong thùng đàn là Made in Japan luôn nha. Nên mọi người cứ an tâm. Rồi, cây này đầu cần và bộ khóa là zin. Bộ khóa zin có đóng Yamaha trên từng khóa hết trơn luôn ha. Cần nè, em sẽ cho mọi người coi. Cần là liền lạc, chưa nứt gãy, chưa làm lại ha. Cần liền lạc, chưa nứt gãy, chưa làm lại nè. Rồi, cần đẹp lắm mọi người. Rồi, cần là thẳng và có lỗi thép ở trong cần đàn. Rồi, gót cần. Đây, em sẽ cho mọi người coi gót cần ha. Gót cần zin chưa dán lại nha. Thùng liền lạc nè, rất là khít khao. Rồi, mặt top. Cây này mặt top. Mặt top cây này đẹp, chưa cấn, chưa có tì vết. Ngựa đàn. Đây, ngựa đàn. Ngựa đàn là zin nha, nhưng mà có dán lại nha mọi người. Có dán lại rồi. Và dán rất là khít khao, rất là đẹp. Nên mọi người cứ an tâm sử dụng nha. Những con này chất lượng lắm. Rồi, lưng, hông nè. Đít đàn nè. Lưng nè. Gót cần. Rồi,
Cây này đẹp, em bán với giá là 4,5 triệu. Tiếp theo là một cây classic của Morris. Đây là một cây classic cổ của Morris nha. Bộ khóa là bộ khóa zin theo đàn. Cần thẳng liền lạc, chưa có vết làm lại, chưa có vết nứt gãy. Gót cần đẹp lắm. Rồi, cây này có mặt tớp. Một số người rất thích dòng Morris nha, nhưng mà mọi người lại ghét cái mặt tớp màu này. Thường thì người Việt Nam mình sẽ thích cái mặt tớp màu sáng hơn. Cái màu sáng kiểu cái màu mật ong á. Còn cái màu của Morris thì đa phần những con Morris mà tem vuông á thì toàn là mặt top kiểu này hết. Nó màu cánh gián. Rồi, con này á là tem vuông nha mọi người. Con này có mã hàng là M15 ha, Made in Japan nha. Con này cũng là nằm trong những năm sản xuất khoảng từ năm 1972 cho tới 75 luôn. Tem vuông của Morris nha. Rồi, trên tem thì nó không có ghi năm nào, nhưng mà cái dòng đời của tem vuông thì nó từ khoảng 72 tới 75. Em thấy là vậy tại em bán nhiều em để ý. Rồi, cây này ngựa là ngựa zin nha, khít khao chưa dán lại nè. Đó. Rồi, cây này có một cái là mặt tớp nó có nhiều đường cấn nè mọi người coi nè. Đó, nó có cấn thế này, em nói rõ nha. Cấn vào vết thời gian, nhưng mà đây là một cây đàn cổ nè, có giá trị sưu tầm. Mọi người nhìn á, thời thường sẽ thấy là Morris mà về đàn acoustic nhiều, Yamaha thì classic nhiều, nhưng mà để có một cây Morris mà của thằng Morris này thì hiếm lắm nha. Rồi, cây này là cây M15 nha. Cây này có giá là 2,7 triệu. Xin lỗi nha, cây này là cái khóa này là khóa làm lại rồi chứ không phải khóa zin, nhưng mà đây là khóa được người ta thay ở bển á, thành ra cái độ mướt của nó vẫn rất tốt nha, nó vẫn rất là mịn màng, nhưng mà nó không phải là khóa zin đi theo cây đàn. Rồi, tiếp theo là cây số 9, là một cây dán OM FG302B. Đây, FG302B, cây này là tem Elite màu hồng nha. Thì cái dòng đời của con này nó từ khoảng chừng năm 1976 cho đến khoảng đầu thập niên 80. Rồi, rồi khoảng từ đầu thập niên 80 trở về sau thì vẫn là tem Elite này, nhưng mà cái tem nó màu trắng nha mọi người. Còn tem màu đỏ này là đời nó cổ hơn ha. Trước nó nữa thì sẽ có đời tem đen, rồi trước nữa tem đen nữa là tem xanh, rồi trước tem xanh nữa là tem đỏ nha. Rồi, tem màu hồng này Made in Japan FG302B. Cây này là một cây dán OM. Đây, cây này là một cây dán OM. Em sẽ cho mọi người coi đầu cần ha. Đầu cần nó có một cái vết ở đây. Rồi, mọi người chắc chắn thấy rồi ha. Rồi, đầu cần rất là kịch cộm theo phong cách của Yamaha. Bộ khóa là bộ khóa zin, và trên từng cái khóa nó có ghi là Yamaha Made in Japan. Cần á là cần zin chưa nứt gãy, chưa làm lại, có lỗi thép dây rất sát cần, có vết cắn nha. Đó, có một vài vết nhỏ vậy thôi. Rồi, gót cần còn đẹp nè, zin nè, thùng đàn khít khao nè,
chưa có dán lại ha. Ồ, cái này bộ gỗ đẹp nè. Rồi, FG 302B. Đây. FG 302B. Cái này em sẽ cho mọi người coi mặt top ha. Mặt top nó có một cái vết cấn đây nè. Đó, có một cái vết cấn ở đây. Rồi, còn gì nữa không? Rồi, vài vết cấn nhỏ bên đây thôi. Rồi, ngựa, ngựa đàn là ngựa zin nè, khít khao nè, chưa dán lại nè, đó, rồi, hông, lưng, đít đàn, từng góc cạnh của nó nè, rồi, tất cả đều khít khao hết nha mọi người, rồi, cây này có giá là 5 triệu. Mọi người có thích một cây OEM thì lấy những cây này, chất lượng. Tiếp theo là cái Morris. Morris dòng MD. Con này có mã hàng, à, con này không phải là MD, con này là MF. Con này có mã hàng là MF251N. Con này made in Korea nha mọi người. Made in Korea, nó có ghi rõ trên thùng đàn luôn. Và con này có năm sản xuất từ khoảng năm 90 cho tới khoảng năm 2000. Cái đàn còn rất mới. Em sẽ cho mọi người coi đầu cần nè. Morris. Rồi, có một số người nói sao logo Morris mà lạ nha. Logo này là logo bây giờ của Morris nha mọi người. Mọi người lên Google, mọi người search là Morris Guitar thì mọi người sẽ đến được cái trang website của hãng, và đây chính là cái logo bây giờ của họ. Rồi. Khóa là khóa zin theo đàn nè. Cần liền thẳng đẹp, action hấp ha. Chưa có tì vết. Chưa có làm lại, chưa gãy. Action rất thấp, mấy con này action thấp lắm. Rồi. Mặt top. Em sẽ cho mọi người coi mặt top. Mặt top con này là nguyên vẹn, chưa có tì vết nha. Hông, đít đàn, lưng đàn, góp cầm, thùng đàn. Rồi, mấy con này rất là chất lượng nha. Các anh, các chị, các cô, các chú mà muốn mua một cây Morris mà về để tập chơi lâu dài, mọi người có thể mua những cây này. Vì nó khá là mới. Và khi mà nó mới, nó sẽ tạo cho mọi người cái cảm giác là thích thú hơn. Những người chơi lâu rồi á, thì họ sẽ đánh đổi. Họ sẽ chấp nhận đánh đổi. Con này còn giấy tờ luôn nè. Warranty nè. Nè, nó còn giấy tờ rồi luôn nè mọi người. Morris Musical Instrument nè. Đó, nó còn giấy tờ đầy đủ của nó hết. Mấy này em bỏ lại trong thùng đàn nha. Ai mua thì có những cái này. Có một cái cây lõi thép để mà chỉnh đàn luôn. Bỏ lại luôn. Rồi, MF251 Made in Korea. Rồi, con này có giá là 3 triệu rưỡi nha. Thank you.
cái đàn số 11 là một cây Morris tem vuông. Rồi, cây này là cây Morris tem vuông sản xuất năm 1972, made in Japan, trong tem nó có ghi rõ vậy luôn, được làm ở nhà máy Terada nha. Rồi, nè, ở trên tem đàn này nó có chữ ký của Yamada nè mọi người. Em thường hay nói về hai dòng họ mà lớn ở Nhật làm đàn là dòng họ Yairi á và dòng họ Yamada đó. Thì cây này là được Yamada làm nè. Đó. Rồi. À, đây, đầu cần. Bộ khóa là bộ khóa zin của Morris, phía sau nó có chữ Morris luôn nha. Rồi. À, cần đẹp nè, ha, cần đẹp. Cần đẹp thẳng nha, action hấp. Cần đẹp thẳng, chưa có tì vết, chưa làm lại, chưa gãy đổ gì hết. Rồi, gót cần. Đây, gót cần còn rất đẹp luôn. Thùng. Thùng là liền lạc, khít khao nha. Thùng là liền lạc, khít khao hết. Rồi, tới phần mặt tóp nè. Mặt tốp cây này đẹp lắm nha. Có vài vết cấn nhỏ ở đây thôi. Đó, chút xíu vậy đó. Rồi. Ở đây nhìn ít nữa nè. Rồi. Ngựa đàn nè. Ồ, ngựa đàn zin nha. Ngựa đàn zin và chưa có dán lại gì hết cho nha mọi người. Ha. Rồi. Con này mặt tốp đẹp nè. Ngựa zin. Em cho mọi người coi cái hông đàn nè. Đít nè. Lưng đàn nè. Đó cần. Rồi. Cây này. À. Cây này ngựa thì chưa dán lại nha. Nhưng mà ở trên ngựa nó có một cái đường nứt ở đây nè mọi người. Trên ngựa nó có một cái đường nứt nhưng mà đã được làm lại rồi nha. Đây nè. Có cái đường nứt mà đã được làm lại rồi. Ha. Rồi, cây này chất tiếng tốt lắm và đường nứt nó được xử lý rất là khéo nha. Mọi người không nhìn thì mọi người nhìn không kỹ thì mọi người sẽ không thấy nó nứt đâu nè. Đó. Rồi, cây này bán với giá 3 triệu nha. Đẹp quá mà uổng ghê. 1972. Cái đàn á mà em bán á, em sẽ chân tình và em sẽ nói rõ hết với mọi người là nó bị cái gì để cho mọi người dễ mua của em hơn. Rồi. Tiếp theo là một cây đàn Yamaha. Cây này có mã hàng là G200. Đây. Ha, đầu cần là có chữ V nè. Nhìn rất là sang trọng quý phái nha. Bộ khóa này là bộ khóa zin nha mọi người. Đó, bộ khóa là bộ khóa zin nha. Bộ khóa zin ha. Gót cần nè. Ê, cần đàn nè. Cần đàn là đẹp nha. Đó, cần đàn là đẹp, thẳng, chưa có tì vết, chưa có làm lại, gót cần à. Thùng đàn phía sau nè. Rồi. Rồi tiếp theo em sẽ cho mọi người coi mặt tốp nha. Rồi mặt tốp con này đẹp, nguyên vẹn. Có điều cái là nó còn hơi ố ố xíu là tại vì em vệ sinh chưa kỹ rồi. Cái này vệ sinh kỹ lên đẹp lắm. Rồi con này trong tem đàn nó có ghi là Nippon Gaki Company Limited Made in Japan nha. Ok lắm. Rồi. Ngựa đàn.
Rồi đây, đây là ngựa zin và chưa dán lại nha. Mọi người nhìn thấy nó khít khao nè. Đó. Rồi, ngựa zin chưa dán lại. Ok. Con này em bán với giá là 4 triệu. Rồi, sao con này đẹp mà sao vẫn 4 triệu trong khi con kia hồi nãy con 20A thì nó xấu vậy mà nó cũng 4 triệu. Thì em nói luôn là cái cấu hình của con 20A nó cao hơn con này. Nhất là về cái mặt gỗ của 20A cao hơn con này. Nên chất lượng của con 220A sẽ chắc chắn sẽ tốt hơn con này nha. Rồi. Tiếp theo là cây Yamaha. Dòng này là dòng FG400D nha. Đây. Yamaha. Bộ khóa vàng. Nó ghi trên đó rõ ràng là Yamaha Japan trên từng cái khóa nha. Và bộ khóa xi vàng còn rất đẹp luôn nha mọi người. Đó, mọi người nhìn đi. Bộ khóa xi vàng còn rất đẹp nha. Rồi. Phía trước cũng vậy, rất đẹp. Rồi. Cần. Em sẽ cho mọi người coi ha. Cần đàn nè. Đó. Chưa có tì vết, thẳng, action hấp. Và cần chưa nứt gãy, chưa làm lại gì hết nha. Rồi, gót cần. Cho mọi người coi gót cần của nó nè. Đó. Gót cần là liền lạc hết. Hồng đàn cũng vậy. Hồng đàn liền lạc hết 100% luôn ha. Lần này em chịu khó quay kỹ từng chút cho mọi người luôn á. Rồi, cây này mặt tốp nè. Rồi, ở đây nó có vết nha mọi người. Đây. Ở đây nó có vết nè. Rồi. Ở đâu nữa? Ở dưới đây nó có vết nữa nè. Rồi, dưới đây nó có vết nữa ha. Rồi, chỉ bị nhẹ hai chỗ đó thôi. Còn lại là hông nè. Lưng nè. Rồi, cây này có giá là 5 triệu 7 nha mọi người. Cây này có giá là 5 triệu 7, FG400D, Yamaha, bộ khóa còn rất đẹp. Rồi, con này nó có từ thập niên đầu thập niên 80 cho tới khoảng giữa thập niên 80, cái dòng đời của con này. Rồi, ngoài trừ ra khi mà mọi người lấy con này á, mọi người sẽ có thêm được một cái case nữa nha. Đây, em sẽ cho mọi người coi. Ha, có được một cái case để bảo vệ tốt hơn. Và đây là cái cây rất là xịn nha, dày dặn lắm. Rồi. Tiếp theo là một dòng, con này là siêu hiếm luôn nè. Thật sự nha, em nói nếu mà cô chú anh chị nào mà có sưu tầm, thật sự mọi người hãy sưu tầm cây này. Đây. Yamaha tem xanh nha mọi người. Yamaha tem xanh ha. Bộ khóa nhìn nó kịch cọm, nó ghê không? Đây. Bộ khóa nó có ghi rõ luôn nha, là Yamaha và nó có đóng Made in Japan trên từng cái khóa. Nó kỹ lắm, mấy Yamaha nó tự hào nó là Nhật ghê. Là cái gì nó cũng đóng như vậy hết trơn nha mọi người. Thường những bộ khóa của Yamaha nó hay đóng vậy lắm. Trừ khóa classic thôi. Rồi.
logo nè, đầu cần, cần đèn, cần đẹp nha. Rồi à, cái này là nó không phải là, cái này nó không phải cấn nha mọi người, cái này nó không phải cấn nha, em rờ vô nó rất liền lạc nha. Rồi cái này có thể là cái tay của người ta chơi á, người ta lướt tới lướt lui nhiều quá nó bị bạc màu. Rồi cần đèn này mọi người coi ha, cần đèn còn đẹp nè, action là sát nè, đó mọi người có action sát nè, và đặc biệt con này có chất tiếng rất tốt luôn. À nãy giờ nói nhiều quá mà không nhói nó là cái gì. À, nó là cây Yamaha tem xanh nha mọi người, Yamaha tem xanh FG360. Cây này made in Japan. Con này nó có dòng đời từ khoảng năm 1974, 73, 74 nha. Con này là năm 1973, 74, qua 75 nó sẽ là tem đen. Trước 73 này á, nó sẽ là tem đỏ. Chứ xíu nữa em sẽ có cây tem đỏ cho mọi người coi. Thì có khác với những dòng trước á, là con này á, là nó tem nó là tem vuông ha. Thì thường á, là người chơi những cây này á, sẽ gọi cây này là tem xanh, gọi là ring label. Nhưng mà ở ngoài mọi người nhìn thấy á, nó sẽ là màu hơi vàng, chắc là lâu quá nó bay màu. Thì những con này á, được các bạn nước ngoài á, nhất là những bạn Tây á, mấy bạn sưu tầm về chơi rất nhiều, vì họ nói những cái dòng này nó cho chất tiếng rất là tốt. Và đối với những dòng cao như thế này, họ đem họ so sánh với những cây như là mặt tin luôn á mọi người. Những cây này chất tiếng tốt lắm. Cái tiếng bass của nó rất là sâu và nó khó tả lắm mọi người. Nó em coi cây này bao nhiêu tiền. Cây này á là một cây cực kỳ hiếm luôn nha, và dòng nó rất là cao. Cây này bán là 6,5 triệu nha mọi người, 6,5 triệu. Mình có một người khách mà mua đàn sau rồi là sẽ thành thân luôn á. Thì chú ngày xưa chú mua mình một cây vậy nè mà xấu hơn. Lúc đó mình bán nó hình như 4 triệu mấy. Và chú về là chú nói là chưa bao giờ chú kiếm lại được một cây đàn mà nó hay như vậy. Chú nói là chú có rất nhiều người muốn chia lại một cây đàn của chú, nhưng mà chú nói là chia lại rồi không mua được cây nào như vậy. Và cây đó nó không đẹp như cây này đâu nha. Cây này là tương đối gọi là đẹp trai rồi đó. Rồi em sẽ cho mọi người coi một cây đàn năm 1974 tới bây giờ, 73, 74 tới bây giờ nó sẽ có cái gì. Đây, vết là vết thời gian nha mọi người. Đây, ha, vết thời gian nha. Chú Lâm mà có coi được cái clip này, chú lấy dạng cây này nữa là được một cặp đó nha chú Lâm. Rồi, ngựa đàn là zin nha, ngựa đàn zin nè. Chưa dán lại nha, chưa dán lại. Rồi, gót cần còn đẹp nè. Thùng khít khao, tất cả các đường keo còn khít khao hết. Con này thì về gỗ nó không đẹp nha, nhưng mà mình không hiểu sao chất tiếng của nó kinh khủng lắm. Chất tiếng của những con này kinh khủng. Con này là một cây rất là tương đối. Rồi, con này mình bán với giá 6,5 triệu và tặng kèm luôn case cho mọi người. Đây là case của nó nha. Cây nó to bản. Đây, cây nó to và đẹp nha. Rồi, chất lượng. Rồi tiếp theo là một cây 15. Cây này là cây FG300D đây, FG300D. Bộ khóa màu vàng ha, bộ khóa màu vàng. Rồi. Made in Japan trên từng khóa luôn nha mọi người. Yamaha made in Japan trên từng khóa. Cần còn đẹp nè, liền lạc thẳng ha. Đẹp ghê. Rồi, gót cần. Đó, gót cần khít khao nè. Liền lạc. Thùng đàn là liền lạc nè mọi người. Đây ha, thùng liền lạc hết.
Đây, đường keo của thùng còn liền lạc hết, chưa dán lại chỗ nào. Con này action thấp nè, nhẹ tay nè, rất là dễ chơi ha. Rồi, con này mặt tốp, mặt tốp đẹp nha, nhưng mà vẫn không tránh khỏi những vết tàn nhang như thế này. Đó, nó có những cái vết vậy đó mọi người, tàn nhang, cái này em kêu là tàn nhang. Thường những cái cây mà lâu đời quá thì nó sẽ có những cái kiểu này. Rồi, cây này tương đối nha, mặt tốp tương đối thôi, có nghĩa là nó không có cấn ngoại, nó không có bị cấn nhiều, nhưng mà nó có vết thời gian như thế này. Đó, mọi người coi nè, nó có vết thời gian như thế này. Nhưng mà đẹp nha, mặt gỗ còn sáng. Ồ, mặt gỗ còn sáng, còn bóng, rất là đẹp. Rồi, FG300D, tem màu hồng, dòng đời từ năm 1976 cho đến đầu thập niên 80. Con này, đây, con này đây. Ngựa là ngựa zin à. Ngựa là ngựa zin à. Đó. Ngựa là ngựa zin ha. Rồi. Con này hông nè. Ngựa zin chưa có dán lại nha mọi người. Lưng nè. Gót cần nè. Đít đèn nè. Rồi. Rồi, cây này có giá là 5,5 triệu. Em cho mọi người xem kỹ lại một lần nữa ha. Rồi, cây này được thẳng khay xuống nha mọi người. Ai ở xa các chú mua về á, nó rất là tiện, cái là mọi người bảo quản được rất là tốt. Rồi. Tiếp theo là một cây Yamaki Custom. Đây, Yamaki Custom. Rồi. À, thường thì dòng Custom á mọi người, nó xuất phát từ cái chữ Customer, là khách hàng á. Custom có nghĩa là được đặt để làm riêng cho một cái người khách nào đó. Thì thường á là những cái dòng này nó sẽ rất mắc tiền, tại vì họ đặt theo cái ý thích của họ ha. Và những cái người mà họ đặt cái đàn theo ý thích của họ thì người ta phải hiểu sâu về gỗ nó như thế nào đó họ mới đặt cái đàn. Thì những dòng custom thì thường nó sẽ mắc hơn ha. Rồi, ở trên tem đàn nó có ghi là không, con này nó không có tem nha, mà nó khắc thẳng vào nan gỗ, nó ghi là Magpie Yamaki. Yamaki là da băng đó nha mọi người, có nghĩa là cây này của da băng nha. Yamaki là hãng đàn, nhưng mà hãng đàn này của da băng nha, cây này được làm tại da băng. Rồi. À, đầu tiên ha, ồ, cái này xịn lắm nha. À, phía trước đầu đàn là nó sẽ ghi là Yamaki Custom. Phía sau của nó là bộ khóa zin của Yamaki. Không biết là nhìn thấy rõ không, mà ở trên đây nó có ghi là Yamaki và phía dưới nó có ghi là da băng nha. Trên từng khóa luôn, từng cái khóa nó ghi như vậy hết luôn. Đây, cần. Cần thẳng và liền lạc nè. Cần thẳng và liền lạc nè. Dấu tay hơi nhiều nha mọi người. Dấu tay hơi nhiều nhưng mà đây nè. Đây gót cần nè. Lưng 3 miếng nha mọi người. Lưng 3 miếng nha. Rồi, em sẽ cho mọi người coi mặt tốp cây này. Mặt tốp nè, khít khao, thông vân gỗ rất là khít. Tuổi cây thông rất là tốt ha, rất là già, thông khít. Rồi, ngựa đàn. Ngựa đàn là ngựa zin và chưa dán lại nha. Ha, ngựa zin chưa dán lại.
Em sẽ cho mọi người coi hông nè. Đít đàn nè. Lưng đàn nè. Gót cần nè. Rồi. Cây này đẹp lắm. Cây này có giá là 5 triệu rưỡi nha. Hay. Cây này chất âm hay nha. Và cây này mọi người được tặng theo một cái case luôn. Rồi. Tặng theo một cái case. Xin nhắc lại nha, những anh chị nào mà mua đàn của em rồi thì đã biết rồi. Những anh chị nào mới thì mọi người sẽ chọn giúp em cây đàn mà mọi người yêu thích. Sau đó mọi người sẽ nhấn giúp giùm mẹ, mọi người sẽ nhắn qua Zalo giúp giùm em ha. Số Zalo em để bên đây 0786947445. Mọi người nói với em là mọi người muốn mua cây đàn số mấy trong clip ngày mấy ha. Em sẽ gửi hình chi tiết cụ thể cho mọi người. Mọi người đồng ý giao dịch hết thì mọi người cọc trước cho em là 500.000. Phần còn lại mọi người nhận hàng và kiểm tra thanh toán giúp em nha. Còn đối với những cô chú anh chị nào đã từng mua hàng của em rồi, mọi người có cái sự tin tưởng đối với em thì mọi người chuyển cho em 100% thì em sẽ bao ship cho mọi người. Chuyển em 100% tiền em sẽ bao ship. Còn những khách hàng cọc trước thì em không bao ship nha. Và tiền ship cây đàn nó có giá từ 80 cho tới khoảng 100.000, tùy vào khu vực, tùy vào vùng miền nha. Rồi tiếp theo là cây 17. 17 là một cây ca country nha mọi người. Cây này nó bị tróc cái tem ha. Rồi, cây này nó có từ năm 1935. Đây, rồi, dáng đề ha. Dáng đề, rồi. Cây này, nói tới dáng đề em mới nói cho mọi người nghe. Có nhiều cô chú hỏi là tại sao đây gọi là dáng đề ha. Thì em xin nói một chút xíu về lịch sử của ngành đàn ha. Thì dáng đề á, là nó được khai sinh bởi một cái hãng gọi là hãng Mặc Tim. Hãng đó nó có từ năm 1833. Và cái ông bây giờ mà thừa hưởng Mặc Tim bây giờ đó, ổng là ông Mặc Tim đệ tứ. Có nghĩa là cái nhà đó họ đã truyền qua 4 đời làm đàn. Thì cái hãng đó nó có từ năm 1833. Và ông đó là người châu Âu, ổng qua Mỹ lập nghiệp nha mọi người. Thì khi mà ổng suy nghĩ về làm một cái đàn mới á, thì lúc đó ổng làm ra một cái đàn rất là to. Cái đàn của châu Âu ngày xưa nó nhỏ lắm nha. Cái đàn của châu Âu ngày xưa nó nhỏ lắm. Để em cho mọi người coi cái đàn của châu Âu mà zin ngày xưa á. Cái đàn guitar mà ngày xưa zin của châu Âu nó nhỏ xíu vậy nè. Đây, đây là cây đàn mà nó giống với gần với cây đàn cổ điển mà cây đàn guitar ngày xưa nhất. Thì khi đó ổng làm ra một cây đàn to hơn. Vì thời điểm đó người ta chưa có được cái EQ. Thì người ta làm cái thùng đàn to để được có chất tiếng tốt nhất. Thì khi ông làm ra cây đàn đó, ông tìm một cái tên để đặt cho nó. Thì lúc đó Hải quân Hoàng gia Anh đó, Anh là một đảo quốc nha, Anh quốc là một đảo quốc. Thì họ nổi tiếng, họ đi chinh phạt cả thế giới này bằng hải quân. Hải quân Hoàng gia Anh rất là nổi tiếng. Thì lúc đó họ ra một cái chiếc chiến hạm tên là Dreadnought. Dreadnought ha mọi người. Dreadnought có ở trong tiếng Anh, Dreadnought có nghĩa là không sợ bất cứ một thứ gì. Vì chiến hạm đó to và được bọc giáp và có nhiều tháp pháo hơn. Nó tên là Dreadnought ha. Thì ông mới thích quá, ông mới lấy cái chữ Dreadnought đó, ông đặt cho cái cây đàn dáng đê này ha. Nó tên là Dreadnought nha mọi người, Dreadnought. Thì sau này á, cây đàn dáng đê này được gọi là cây, tất cả những cây dáng đê trên thế giới này đều gọi là dáng Dreadnought ha. Dreadnought thì cái chữ Dreadnought đó nó được viết bằng chữ D á mọi người, thành ra họ quen gọi nó là dáng đi, dáng đê ha. Thành ra mình gọi dáng đê thì thường á là nó, thường thì người Việt mình nó cứ nghĩ là nó giống như một cái chữ D nè. Đó, nó giống như một chữ D thì mình gọi dáng D. Nhưng cái tên gọi của nó bắt nguồn từ cái hãng đàn Mặc Tim. Và hãng đó họ khai sinh ra rất nhiều cái khái niệm cho guitar hiện đại mình bây giờ. Cái guitar hiện đại mình bây giờ á mọi người, mà cái cần đàn này nè, mà tới nha cái thùng á, mà nó 14 ngăn, cũng là ông Mặc Tim ổng đẻ ra cái trò này ha.
tới bây giờ mình sử dụng cho từ tới đàn Nhật cho tới đàn Trung Quốc bây giờ 14 ngăn vẫn ngay chỗ này ha. Ngày xưa làm nó chỉ 12 ngăn thôi. Đây, cái đàn ngày xưa nè. Đây nè. Cái này nè, ngày xưa nè, nó chỉ 12 ngăn thôi. Tới ngay cái body nó là 12 ngăn và bây giờ nó tới ngay cái body 14 ngăn. Nó cho người ta chơi được cái đàn sâu hơn ha. Xuống dưới sâu hơn. Rồi. Dáng đê nó bắt nguồn từ chữ Dreadnought, nó là một tên của một chiếc chiến hạm của anh nha. Rồi. À, và nó ảnh hưởng mạnh tới mức độ mà người ta cố tình fake họ rất là nhiều. Ví dụ như là cái logo này nè. Ai chơi Martin mọi người sẽ biết á, thường á, họ sẽ có cái logo là Martin và CO á. Rồi ở dưới nó có chữ S từ năm 1833. Thì nó ảnh hưởng tới mấy ông Nhật này luôn. Mấy ông Nhật này mấy ông bắt chước rất nhiều nha mọi người. Họ bắt chước nè. Ryoji Matsuka cũng bắt chước kiểu tem này nè. Suzuki Violin Company cũng bắt chước kiểu tem này nè. Rồi ai nữa? Takamine cũng bắt chước kiểu tem này nè. Rất nhiều ông lớn của Nhật bắt chước cái kiểu tem này. Và đã có từ khoảng năm 1970 á, thì Martin họ đã kiện, họ đã gửi thông cáo cho tất cả các hãng đàn ở bên Nhật để gỡ bỏ cái kiểu logo này đi. Và kiểu logo này đó chính là kiểu logo của họ nè. Ở trên những cây này vẫn còn nha. Đó. Rồi. Đây là một cây dáng D ha. Nãy giờ em nói lung tung quá. Rồi. Khóa là khóa zin nha. Cần là cần zin luôn nè mọi người. Cần là cần zin nè. Đó. À, chưa có tì vết. Thẳng. Ha. À, chưa có gãy. Chưa có làm lại gì hết. Gót cần còn đẹp nè. Nhiều người đã nói em bán đàn mà em huyên thuyên. À, em biết chắc chắn ở trong đây có rất nhiều cô chú, ngoại trừ mọi cô chú không chỉ là mua cây đàn của em mà mọi người còn mua cái câu chuyện của em nữa. Và thật sự mọi người thấy đi, nếu cây guitar là một người bạn ha, mà mọi người hiểu về cây guitar mọi người sẽ yêu quý nó hơn, thật sự. Rồi. À, có lõi thép nha mọi người. Có lõi thép. Mặt top đẹp nè. Ồ, mà top cây này đẹp lắm nha. Có vài vết nhỏ nhưng mà không đáng kể nha. Mọi người nhìn trên đây mọi người sẽ không thấy đâu. Rồi, à, ngựa là ngựa zin nè. Chưa dán lại luôn nha. Ngựa zin chưa dán lại luôn. Rồi, ca country. Em sẽ cho mọi người coi cái hông nè. Đít đàn nè. Lưng đàn nè. Đó, gót cần nè. Rồi, thùng nguyên vẹn. Ngựa zin, cần zin, khóa zin. Ha. Rồi. Có cái logo đây nó bị tróc xíu thôi. Cây này em bán với giá là 4,5 triệu nha mọi người. Có thể những hãng này họ không nổi tiếng nhưng mà mọi người xài đi. Đàn của họ rất chất lượng. Người Nhật, à đây. Đây là cái case của nó luôn nha. Em bán, em tặng kèm theo luôn. Để cho mọi người bảo quản được cái đàn tốt hơn. 4,5 triệu có case. Rồi. Có rất nhiều cô chú anh chị á là cứ sợ là những cái hàng mà trong nội địa Nhật không tốt. Người Nhật họ tự hào dân tộc ghê lắm nha. À, đồ mà họ sản xuất cho dân họ xài còn tốt hơn cả đồ xuất khẩu, thật sự luôn á mọi người. Tại họ là một kiểu Nhật mà. Mọi người có nghe về những cái huyền thoại của họ mọi người sẽ biết. Rồi, tiếp theo là cây Morris nha mọi người. Morris MF202N ha. Cây này là Made in Korea. Rồi, à, đầu cần, bộ khóa, cần đẹp nè, thẳng, ha, chưa gãy, chưa nứt vỡ, chưa làm lại. Đây, gót cần. Những cây này Korea nên cái đàn còn rất mới, mọi người cứ an tâm. Rồi, đây, à, cái này chắc mấy bạn tin xài nên có dán sticker. Rồi, ngựa là ngựa zin nè. Chưa dán lại. Hông. Lưng. Gót cần. Thùng liền lẹt hết trơn nha.
rất là ok luôn. Rồi, cây này có giá là 2,5 triệu. Tiếp theo là cây Tornado. Đây là một cây của Morris nha. Cây Tornado của Morris. Cây này á, là họ dòng này là dòng Tornado nha. Hãng là hãng Morris. Họ ra rất là nhiều dòng. Thì dòng Tornado này á, là họ học hỏi từ cái một hãng đàn của Mỹ. Nó tên là Ovation. Thì họ có cái kiểu hãng đàn Ovation. Họ tới bây giờ họ vẫn giữ cái kiểu làm đàn này nha mọi người. Mua đàn Ovation là mọi người sẽ thấy được cái thùng đàn mà kêu là mai rùa. Mọi người hay gọi đó là mai rùa, tại vì cái lưng nó ô lên như vậy nè ha. Rồi, Morris là một hãng họ có truyền thống làm đàn rất lâu và họ học hỏi từ những cái người Anh đi trước, từ những cái hãng đàn của Mỹ rất là nhiều. Thì năm 1964, Morris họ bắt đầu phân phối những cái đàn như là đàn Gibson, đàn Fender tại Nhật, họ là nhà phân phối trực tiếp ha. Rồi tới năm 1967 thì họ bắt đầu họ làm đàn. Đến năm 1974 á, thì họ đến với những cái show nhạc cụ lớn, là cái show mà nhạc cụ nam á mọi người, NIMM á, là cái show nhạc cụ đó lớn. Thì tất cả những cái hãng nhạc cụ khi mà muốn xuất khẩu á, họ phải đến với cái show nhạc cụ đó. Nó giống như là một cái chỗ để mà trình diễn cho tất cả mọi người á. Thì năm 1978 họ ra cái đàn này. Đây, năm 1978 họ ra dòng Tornado này. Dòng Tornado này nó có bộ khóa của cây guitar điện nha. Nó có bộ khóa của cây Strat. Bộ khóa thì nó được xi vàng nhưng bây giờ nó bay màu khá nhiều rồi. Cái đàn này thì gọi là khá thôi chứ đẹp thì không đẹp nha. Rồi đây là cái bộ EQ. Và đây là cây đàn có EQ Zin được gắn từ hãng nha. EQ này là EQ của Morris luôn nha mọi người. Đây em sẽ cho mọi người coi nè. Đó, nó có chữ đó mọi người. Nó có chữ Morris trên cái EQ luôn đó. Và ngăn pin nó để riêng một bên vậy ha. Rồi, cây đàn này có chất tiếng giống như những cây OM, có nghĩa là rõ ràng, chi tiết. Cần bấm rất là nhẹ, rất là thoải mái ha, để cho mọi người solo được sâu hơn. Và có EQ, EQ những con này rất hay nha. EQ những con này rất hay. Rồi, ngựa những con này thì mọi người an tâm nha. Mấy con này thì xài tới mãn đời, nó cũng không hư cái ngựa nữa. Tại vì á, họ có bắt hai con vít ở đây nè. Họ bắt cái ngựa thẳng xuống cái mặt top luôn. Và đây là thiết kế của hãng. Họ bắt trước từ Ovation. Ovation cũng làm vậy nha. Thành ra mọi người, cái này không phải là em làm nha mọi người, cái này không phải em làm, này em không làm được vậy đâu. Cái này là zin của hãng, họ làm như thế. Rồi, thùng đàn này thì có người nói là carbon, nhưng em nghĩ nó là vật liệu tổng hợp. Những cây này cần rất là ngon, rất là sướng và rất là nhỏ, cầm rất là êm tay, rất là đầm tay. Rồi, cây này có giá là 4 triệu nha mọi người, cây này có giá là 4 triệu. Cây 19 có giá là 4 triệu.
Rồi, tiếp theo là một cây 12 dây của Yamaha nha. Đây, cây Yamaha 12 dây. Đầu, đầu cần nhìn nó đã. Đã ghê, thiệt. Rồi, cây này có mã hàng nè mọi người, là L12-5 ha. Made in Japan nha, L12 ý nói nó là cây 12 dây nha. Cây này nếu mà ở Yamaha thì nó tương đương với cây 6 dây là cây L5 á. Thì cây này là L12-5 nè. Đó, 12-5 nha. Rồi, cây này nó sẽ cho ra cái chất tiếng gọi là tiếng chorus, là một cái effect. Ai chơi guitar điện sẽ biết tiếng này là như thế nào, và mọi người nghe demo thử mọi người sẽ biết tiếng chorus nó như thế nào nha. Cái thùng đàn nó rất là to. Cần đàn con này là 48cm nha, 48cm để vừa được 12 dây. Và 12 dây này là 12 dây đôi. Nó được cấu thành bởi một dây chính và một dây nữa cao hơn một khoảng 8. Rồi, con này mặt top đẹp. Con này mặt top đẹp lắm luôn. Con này mặt top chưa tì vết nha mọi người. Mặt con này là mặt top chưa tì vết. Ngựa con này là ngựa zin. Ồ, cái ngựa mà nó chịu được 12 dây này là cái ngựa này nó khủng khiếp lắm. Tại vì nó nặng á mọi người. Độ căng của 6 dây thì nó tầm khoảng chừng 70kg. Thì cái độ căng của 12 dây này chắc phải gấp đôi. Cái cần mà con ngựa này nó chịu một cái sức nặng kinh khủng. Rồi, em cho mọi người coi nè. Cần là zin nè. Đẹp, chưa cấn, chưa tì vết, chưa làm lại, cần hẳn nha. Cần hẳn. Rồi, mặt top là đẹp. Em sẽ cho mọi người coi mặt hông nè. Đít đàn nè. Ồ, lưng 3 miếng luôn nha. Lưng 3 miếng luôn. Lưng 3 miếng, gót cần. Rồi, gót cần này rất là hay nha. Rồi, bản cần to lắm. Mặt top cây này đẹp. Vẫn có cấn nhẹ nhẹ dưới đây nha mọi người. Không biết mọi người coi, mọi người có thấy không? Mắt em kém quá, em nhìn vô màn hình để em không thấy. Rồi, con này có giá, con này có giá là 8,5 triệu. Con này có case luôn nha mọi người. Và đây là case zin nha. Đây ha. Rồi, trên cái case nó có chữ Yamaha luôn nè. Ủa, ok, nó là case rock in ha. Rồi, đẹp. Tiếp theo là một cây Yamaha dòng G. Đây, đầu cần có đóng logo Yamaha, dòng G thì đầu cần có đóng Yamaha. Đây, bộ khóa là bộ khóa zin của Yamaha luôn nha mọi người. Bộ khóa là bộ khóa zin, cần hẳn và đẹp, chưa có tì vết nè. Đó, cần hẳn đẹp, dây thấp. Rồi, mặt top đẹp nè. Mặt top đẹp. Những cây này nó có từ khoảng thập niên 70 nha mọi người. Cây này nó có từ thập niên 70 ha. Dòng C là thập niên 80, dòng G là thập niên 70. Rồi, cây này có giá 2,5 triệu. Rồi, ngựa là ngựa zin nè. Ngựa zin chưa dán lại nha. Ngựa zin chưa dán lại. Thùng đàn nè. Lưng đàn. Ồ, cây này tương đối còn rất là ok nha. Đây, gót cần. Không đàn, khít khao hết. Ok. Rồi,
Hồi nãy nãy em có nói tới phần tem đỏ, thì em giới thiệu cho mọi người một cây Yamaha tem đỏ nha. Yamaha tem đỏ đây, 12 giây. Em được một cái chú khách mua hàng của em, ông dạy em cái trò rất là hay. Đó là ổng mua cái cây 12 giây về gắn 6 giây để chơi mọi người. Tưởng tượng được không? À, mua một cây 12 giây về gắn 6 giây để chơi. Để làm gì? Thứ nhất là cây đàn mọi người sẽ xài thiên thu luôn. Vì hồi nãy em có nói á, là độ căng. Có nghĩa là mình chỉ xài phân nửa độ căng thôi. Và thứ hai á, là mọi người tận dụng được cái bản cần này nè. Cái bản cần 48cm nha mọi người. À, thường á, ngày xưa các chú lớn tuổi á, rất là hay quen đánh một cây dây sắt với bản cần 48. Nhưng mà đàn Nhật á, dây sắt á, nó chừng 42, 43, làm không có 48. Chỉ có dây ni lông á, nó từ 50, 52. Có những cây sau này á, ni lông nó 48 thôi. Nhưng mà cũng là ni lông, mọi người không gắn dây sắt chơi được. Còn căn này là cây 4, cần bản cần 48 nhưng mọi người gắn dây sắt chơi được nè. Cái thùng đàn nó to hơn cả cái dáng đê, dày hơn nữa nha. Nên nó cho ra chất âm mộc cực kỳ luôn. Hồng chú đó ông thông minh ghê luôn. Có nghĩa là ổng lấy cây 12 dây này gắn 6 dây, tiếng mộc rất là nổ, rất là tuyệt vời. Và cái cần đàn và ngựa đàn này xài thiên thu không bao giờ hư. Tại vì mình xài có nửa sức nặng của nó thôi. Những cái này là mọi người mua về mọi người xài đi thật sự. Nếu mà mấy chú mà muốn chơi cái bản cần mà bự á, mọi người mua cây này về mọi người gắn 6 dây xài như chú đó vậy đó. Nè như cây này em gắn 6 dây em bữa thử. Hay, hay dữ dằn luôn. Thật sự. Rồi, cây này thì cái mặt top của nó bị thời gian vậy nha mọi người. Đây, mặt top nó bị thời gian vậy ha. Rồi, cây này mặt top nó bị thời gian. À, cây này là Yamaha, đây em cho mọi người coi nè. À, Yamaha FG230, con này made in Japan, con này là tem đỏ nha. Con tem đỏ này thì nó có dòng đời tầm khoảng chừng năm 1972 ha. 72 đổ vô trước, 72 đổ vô trước. Rồi. Cái đàn cổ nhưng mà nhìn nó còn rất là chắc chắn nha mọi người. Em sẽ cho mọi người coi cần nè. Bộ khóa là bộ khóa zin của nó nha. Cần nè. To bản ha. To bản là bự nè. Đó. Gót cần nè mọi người. Thùng đàn nè. Rồi. Con này có giá 3,5 triệu. Mua về chơi thử đi mọi người. Không có bao nhiêu hết trơn á. Bản cần ha, mọi người về mua về gắn 6 dây chơi vậy nè. Tuyệt vời, chất âm kinh lắm. Rồi tiếp theo là một cây 23 nha. Cây 23 cũng là Tornado Elite nha. Tornado Elite. Rồi. Tornado Elite. Đây. Em sẽ cho mọi người coi ha. Cũng là Iwizin của Morris nè. Iwizin của Morris nha. Rồi. Hồi nãy em đã nói cây kia rồi. Cây này em sẽ lướt nhanh qua nha. Rồi. Nè, cần còn khít khao nè mọi người, có cần còn khít khao nè ha. Cái chỗ nối này nó hơi bị nứt nứt ra một xíu nhưng mà không sao nha. À, cái này chưa dán lại nhưng mà nó chỉ nứt ra vậy thôi. Chứ nó chưa có gãy, thành ra mọi người cứ an tâm nha. Nó không sao đâu. Nè, nó chưa có tét, nó chỉ bị răng ở đây thôi. Rồi, cây này em bán với giá là 3,5 triệu nha. Có Uizin luôn á mọi người xài đi, an tâm mấy cây này không sao đâu.
Tiếp theo là cây 24, cây Yamaha C150. Đây. Các chú các anh mua cây này về chơi là này nè. Cây này có thập niên 80 nha. Trên thùng đàn, ở trong tem đàn nó có ghi là C150 Made in Japan. Nó ghi rõ vậy luôn ha. Bộ khóa là bộ khóa zin theo đàn nè. Đó, đầu cần nè, có logo Yamaha nè. Rồi, đây em sẽ cho mọi người coi nè, cần thẳng nè, chưa có tì vết nè ha. Cần thẳng, chưa có tì vết, rất là đẹp. Rồi, gót cần nè. Thùng đàn nè. Mặt top. Mặt top đẹp lắm. Mặt top. Rồi, ngựa đàn là ngựa zin nè, chưa dán lại nè. Mặt top nó có vài vết cấn nhẹ ở đây ha. Vài vết cấn nhẹ ở đây. Rồi, hết rồi đó mọi người. Cây này mặt top đẹp nè. Em cho mọi người coi hông nè. Lưng nè. Rồi, cây này bán với giá 3 triệu nha. Rồi. Em xin nhắc lại phần quà tặng ha. Quà tặng của em sẽ tặng theo là một bao da ha, một bao ba lớp, một bộ dây sơ cua và ba cái phím gãy, một cái tay quay nha. Đối với những cây nào có case thì em sẽ không tặng bao da, quà tặng còn lại vẫn y vậy. Rồi, em xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian coi cái video của em. Em rất mong là em sự chân thành của em sẽ giúp cho mọi người dễ dàng lựa chọn được một cây đàn phù hợp nha. Em cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn các cô, các chú, các anh, các chị đã luôn tin tưởng em. Em là Duy, đến từ Sơn Ca Acoustic. Xin hẹn gặp lại mọi người vào những video clip khác. Xin chào và xin hẹn gặp lại.